Xin chào anh em, trở lại với kênh YouTube của mình. Trước mắt anh em đây là siêu phẩm Home 60 anh em nhé. Đấy, siêu phẩm Home 60 rất là đẹp, rất là chắc chắn. Đấy, này anh em này, này hàng 60 này, tre già nhá anh em. Anh em thấy không? Đấy, lươn được khoảng 1 cân đổ lại anh em nhé. Đấy, đây là hàng 60. Cái nào cũng giống cái nào hết đấy. À, đóng xong rồi gắn đi. À, thấy không? Còn đây là siêu phẩm Home 60 này, thấy không? Tre này. Đó, chót luôn này, này. Này, đó, Home 60. Đấy, Home 60 anh em. À chứ, Home 48 nhầm. Đấy, Home 48 này. Anh em thế này mà không mua thì hơi buồn này. Đấy. Quá đẹp, quá chắc chắn luôn. Cứng cáp, nói chung cứng cáp mềm mại đấy, lươn dễ vào. Hàng của mình rất là chuẩn nha anh em nhé. Hàng 60 này, hàng 48 đấy. Anh em mà mua về là ngâm xong rồi đi thả luôn nhé, không cần phải xử lý nhé. Không cần phải xử lý, không cần phải xử lý. Hàng 48 này, hàng 48 rất chi là đẹp, rất chi là mê. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ alo nha. Còn đây hàng 34 này để thả ruồng này. Đấy, rất là dễ thương đó, đó. Đấy. Rồi xin chào anh em nha, có nhu cầu thì alo cho mình.